Các bác ơi, cái mộc đẳng cấp, đẳng sơ cấp đây. Con này là đẳng sơ cấp đấy. Cái này chỉ là cây trung bình đẹp mà gọi là trung bình nhất vườn đấy. Cái này là hàng gọi sale. Hàng sale ọp mà nó đẳng cấp như này rồi. Quá đẹp luôn. Đấy, hàng sale ọp đấy nhá. Hai cái này là hàng sale ọp đấy. Thôi các bác cứ bó vào làm đi. Bó tán, bó tán, bó tán. Thôi em tắt live stream này, về cho con đi học đấy. Tạm biệt mọi người nha.